quý vị thêm cái mạng lưới Arbitrum vào cái ví MetaMask. Và như quý vị đã biết, Arbitrum là một cái mạng lưới giải pháp Layer 2 của ETH. Nó giống như là cái mạng lưới Polygon. Ok, thì tôi sẽ để cái thông số RPC ở bên dưới video này. Quý vị chỉ việc copy và thêm nó vào cái ví MetaMask thôi. Và ở đây tôi sẽ cài đặt và tạo một cái ví MetaMask mới. Quý vị đã có ví thì quý vị có thể bỏ qua cái bước này. Ok, đầu tiên quý vị hãy vào metamask.io. Rồi quý vị chọn vào download now. Thì ở đây quý vị sử dụng máy tính, quý vị có thể thêm nó vào trình duyệt Chrome, Firefox, Brave và Edge. Còn quý vị sử dụng smartphone thì quý vị cứ vào App Store hoặc là CS Play để tải và thêm cái thông số RPC vào. Ok, tôi sử dụng trình duyệt Microsoft thì tôi sẽ chọn Edge. Quý vị chờ trong giây lát, có thể mạng nó hơi chậm. Rồi, quý vị chọn vào Get này. Ok, quý vị chọn vào App Extension. Rồi, quý vị để ý, nó sẽ có cái biểu tượng Download. Đó, quý vị sẽ thấy cái hình biểu tượng ví MetaMask ở phía bên trên góc phải màn hình. Quý vị chọn vào Get Start. Ở đây quý vị có thể nhập private key trong trường hợp quý vị đồng bộ dữ liệu. Còn quý vị tạo một cái ví mới thì quý vị chọn vào credit a wallet. Rồi để tạo ví mới cho credit này, chọn vào I agree. Ở ô thứ nhất, quý vị hãy nhập mật khẩu. Hãy đặt mật khẩu. Ô thứ hai, quý vị hãy xác nhận lại mật khẩu một lần nữa. Quý vị hãy tích vào cái ô vuông này, chọn vào Credit. Quý vị có thể lách để bỏ qua cái bước này. Ok, quý vị hãy mở khóa cái này ra và lưu lại 12 cái dãy ký tự. Quý vị lưu ý tuyệt đối phải giữ bí mật về cái private key này. Rồi quý vị, sau khi đã lưu lại thì quý vị chọn vào Lock. Bây giờ quý vị hãy xác nhận lại cái dãy thứ tự từ 1 đến 12. Thank you.
sau khi quý vị nhập chính xác thứ tự từ 1 đến 12 thì quý vị chọn vào Confirm để xác nhận. Quý vị chọn vào On Done. Quý vị có thể tắt cái này đi. Rồi, vậy là một cái ví MetaMask đã được tạo thành công. Bước tiếp theo, quý vị hãy vào Ethereum Mainnet, chọn vào Custom RPC. Thì quý vị hãy lấy cái thông số mà tôi để bên dưới video này, hoặc quý vị cũng có thể vào cái địa chỉ này arbitrum.io/bridge. Rồi, bây giờ tôi sẽ thêm cái thông số RPC vào đây. Copy này. Dán nó vào này, let book name này. RPC này. Copy này. New RPC này. Dán nó vào này. Chain ID này. Copy này. Paste này. Symbol này. Copy và paste nó vào. Block X browser này. Copy này. Rồi paste nó vào. Ok, quý vị hãy kiểm tra lại chính xác chưa. Nếu đã chính xác, chọn Save. Rồi, thì quý vị sẽ thấy cái mạng lưới Arbitrum nó được thêm vào cái ví MetaMask rồi. Thì quý vị cần để ý đến cái trang này arbitrumscan.io để quý vị lấy cái smart contract và thêm nó vào ví của quý vị. Cũng như là quý vị có thể truy xuất kiểm tra trạng thái lịch sử giao dịch ở cái trang arbitrumscan.io này. Đó, ví dụ tôi lấy cái USDT đi. USDT. Quý vị chọn đúng cái USDT, nó có cái tích màu xanh này là đã được xác nhận đây này. Rồi quý vị thêm các token thì quý vị chọn tìm ở cái ô tìm kiếm và copy cái contract này. Trở lại cái ví Meta, quý vị chọn Add Token và quý vị paste cái smart contract vào đây. Đó, quý vị chọn Next. Ô thứ hai, thứ ba, quý vị để nguyên. Đây, chọn vào Add Token. Quý vị hãy back lại. Đó, thì cái token nó chạy trên cái network Arbitrum sẽ được thêm vào ví của quý vị. Rồi, quý vị có thể vào cái trang này arbitrum.io/bridge/tutorial để xem nó hướng dẫn cách để chuyển đổi từ cái mạng ERC20 sang cái Arbitrum. Hoặc quý vị cũng có thể sử dụng cái cầu lối là cbridge.cn.network. Đó. Rồi ở đây tôi sẽ connect với ví này. Chọn MetaMask. Rồi, bây giờ tôi chuyển sang cái mạng MetaMask Ethereum Mainnet đã này. Rồi, chọn Connect. Connect này. Để tôi sẽ mở lại một cái trình duyệt mới. Chọn Connect Meta này. Rồi chọn Lake này. Chọn Connect này. Ok. Vậy là đã kết nối được cái ví MetaMask với cái trang Bridge này.
Thì ở đây quý vị có thể chuyển đổi từ các mạng lưới. Quý vị có thể chọn vào cái biểu tượng đây. Thì ở đây có rất nhiều các mạng lưới quý vị có thể chuyển đổi. Ví dụ từ RC20 này, đó. Hoặc là PEP20 này. Trường hợp quý vị muốn chuyển đổi từ PEP20 sang một cái mạng lưới khác thì quý vị cũng lại phải thêm cái thông số của cái mạng Smart Chain PEP20 vào. Đó, ví dụ tôi để đây là PEP20 này. Và bên dưới là một cái Arbitrum chẳng hạn. Đó. Rồi ở đây các token họ đang hỗ trợ đây này. USDT này, DAI USDC này, BUSD đó. Thì quý vị nên sử dụng cái USDT và USDC. Thì hai cái token này nó rất thông dụng giữa các mạng lưới. Đó, USDT đây này. Và ngược lại, quý vị có thể chuyển cái Arbitrum sang PEP20. Quý vị đảo ngược lại. Đó, Arbitrum này. Switch Network này. Rồi bên dưới chọn là Smart Chain PEP20. Đó, thì quý vị muốn chuyển đổi từ các mạng lưới nào, quý vị lưu ý là quý vị phải có cái coin của cái nền tảng đó để quý vị nạp phí mạng, ok chưa? Hoặc quý vị cũng có thể chuyển từ Arbitrum sang Polygon hoặc là ERC20 đều có thể được. Đó. Ok, và đến đây tôi xin kết thúc video này.